shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đâu trở lại với kênh Fury Gaming. Phần ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi hồi sinh 4 cái loài cây cổ đại cuối cùng trong cái series này luôn nha các bạn ơi. Cũng như là mình sẽ đi thuần hóa một em khủng long mà chưa biết là em khủng long nào đó các bạn à. Hình như mình chỉ còn duy nhất một cái em còn lại thôi à. À, và bốn cái loài cây đó mình để ở dưới để mình đi xuống mình coi thử coi. À, và trước tiên á, chúng ta sẽ cùng tham quan qua những cái cây cổ đại nè. Đây là những cây táo gai gì đó các bạn ơi. À, và mình đã có trồng trong cái tập trước rồi, mình trồng thêm một cái vườn nữa cho nó thành hai vườn luôn, tại vì trong đây á có một cái loại cây mà chúng ta không có thể có được đó. Ôi, và những cái cây dương sĩ của mình á nó cũng đã phát triển như thế này rồi các bạn ơi, quá đã. À, mình xuống đây mình kiểm tra coi bốn cái loại cây đó là cây gì nha. Đầu tiên đó chính là Temsaikia. Đây là cây dương sĩ cổ đại nha bạn ơi. Nó thuộc cái chủng loài dương sĩ thôi. Tiếp theo đó là Vaccinium. Đây là một cái chủng Việt Quốc cổ đại nè. À, Wewichia. Đây là một cái loài cây bách lan nha bạn ơi. Đó. Và Zermite. Đây là một cái loại cây nhỏ mà ít người biết tới lắm nha bạn ơi. Tại vì nó là thuộc giống cây cổ đại mà. Rồi, và bây giờ mình sẽ search cái tên nó trên cái NEI này đi. Đó. Chúng ta sẽ đi kiếm những cái hạt giống của bốn cái loại cây này luôn nha các bạn ơi. À, hên quá mình đã có đủ rồi nè. Đây, lấy hết các bạn à. Mỗi loại á, lấy tầm 25 hạt thôi. Tại vì á, mình đã phân phối đất á, nó có nhiều đó thôi à. Chỉ có trồng được có 25 hạt thôi. Đây không có hả? À, chỗ này mới đúng nè. À, được nhiều rồi. Ui, hai loại này mới được 20 và loại này mới được 19 thôi. Mình sẽ lấy thêm nha các bạn ơi. Ui, 24 và 25. Thiếu một hạt nữa thôi. Chắc mình sẽ đi qua bên này đi ha. Qua này lấy rồi. Bữa giờ mình đi bên này á, mình hồi sinh không à. Bữa gặp cái con bò này nữa. Nó biến mất các bạn à. Kinh khủng quá chưởng à. Ôi, ghê quá. Chúng ta sẽ đi qua bên này đi. Lấy hạt giống rồi cho nó chắc ăn. À, cái này là loại cây gì vậy? À, Zermay. Ôi đây các bạn ơi. Nó vừa đủ luôn nè. Xịn sò con bò liền. Chúng ta sẽ tắt cái này đi. Tại vì nhìn nó tối nó khá là khó chịu đó. Bên này thì mình có đủ mấy cái thùng cây để mà chế tạo không ta? 6 cái, à 8 cái, chắc cũng đủ rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi múc sữa bò trước coi. Mấy cái xô mình để ở đâu rồi? Ủa? Mấy cái xô sữa bò mình có đem để bên này hết rồi người ta. Ui không có luôn các bạn ơi. Ủa, thôi xong. Xô sữa bò tôi để đâu rồi ta? Bên này cũng không có luôn. Ủa mấy cái xô mình để đâu vậy? À đây các bạn ơi, 12 cái xô nè. Như vậy là còn 4 cái xô nữa. Rồi, sẵn tiện chắc mình muốn một miếng sữa bò từ em này luôn nha. Ok, đi thôi bạn ơi, hấp dẫn hấp dẫn. Qua đây mình sẽ tiến hành cho nó vào những cái thùng cấy. Đó, mình sẽ chia làm hai trước nha bạn ơi. Chia làm hai hết nè. Đó. Ây da, mém để nhầm rồi. Đây, cho nó vào thùng cấy. Cho nó tiến hành tạo thành những cái hạt giống cổ đại đã. Ồ, cái cây Wuchia này mình không có thể bỏ vô. À, bỏ nhầm. Quê bé trưởng à. Trời, tự nhiên mình bỏ cái sữa lên trước làm gì không biết nữa. Rồi, tới những cái thùng cấy phía bên này nha bạn ơi. Mấy cái em bò trong đây á, làm gì mà nó cứ nhảy loạn xạ lên không à. Ghê vậy. Đây, bỏ sữa chúng ta phải múc từng cái xô á và đem vào các bạn ơi, khổ vậy. Ồ, cái cây này nó đã chuyển sang màu hồng rồi nè. Xịn thiệt sự luôn. Tập hôm trước thì mình có đi hồi sinh thêm bốn cái loài cây cổ đại này các bạn ơi, hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta đã full hết rồi đó, full hết tất cả các loài cây cổ đại luôn. Chắc mình sẽ sớm xây lại xong cái công viên này thôi. À, à mình còn thiếu hổ nè, sư tử nè, ui và rắn nữa, bộ cạp nữa. Ui nhiều con vải trưởng à, mình chưa có tiến hành bắt tụi nó về nữa. Ui còn cả cá sấu nữa bạn ơi, cá sấu không biết mình bắt giờ theo kiểu gì đây. Không biết có trói cái đầu nó về được không. Nếu mà trói được thì chúng ta sẽ làm chuồng cá sấu luôn. Cho nó sống chung với mấy em sa cầu sẽ chết. Ui được rồi nè. À chúng ta đã được 4 loại hạt giống rồi nè các bạn ơi. Ngon lành rồi đó. Mấy cái thùng cấy này mình sẽ bỏ vào đây hết nha bạn ơi. Khi nào cần chúng ta sẽ lấy ra nha. À ngon lành. Và bên này coi nó đã cấy xong chưa.
Ui bên đây thì mới xong có hai loại hạt giống thôi, tại vì hồi nãy nó đã bị fail đó các bạn à. Ôi mình sẽ chờ một xíu nha, mình đã có xong những cái hạt giống này các bạn ơi. Đó đây mình đã lấy hết mỗi loại là 25 hạt nha bạn. Ui chúng ta có được ba loại hạt giống và một cái loại là bào tử nha, bào tử của cây dương sĩ nè. Thì mình sẽ đi hồi sinh lấy cây dương sĩ trước nha bạn ơi, đây nó cũng thuộc một cái chi dương sĩ cổ đại nữa. Ui chết rồi mình đi nhầm đường rồi, điều này mới đúng nữa bạn ơi. Đây đi qua những cây táo dài. Ồ, những cây hoa nữa. Ui, hoa đẹp phải chưởng ạ. Ồ, nhìn xịn sò vậy. Rồi, hồi sinh những cái cây dương sĩ cổ đại luôn nha các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành farm cái cây dừa mai lên trước nha các bạn ơi. Ồ, hấp dẫn ta. Đây là một cái loài cây nhỏ rồi à. Nhưng mà ít người biết tới nữa chứ. Rồi, chúng ta không thể bóng bột xương được các bạn ơi. Ôi, khá là xui. Thôi kệ, vậy thì mình sẽ farm chay vậy. Nếu bóng bột xương được á, chúng ta đỡ mất công các bạn ạ. Ngon lành. Đó, xong rồi. Tiếp theo là cây gì đây? Đâu rồi? Em Saika. Dương sĩ cổ đại. Cũng không có thể bóng bột xương cho nó được đúng không các bạn ơi. Ui cây này nó cao vậy. Wow. Này mà cây dương sĩ hả? Ui, đập nó ra cũng lâu nữa các bạn ơi. Ui. Mình cảm giác cái cây này là một cái loại cây gì đó, một cái kiểu như là cây những cái loại cây của Vanilla Minecraft nè, chứ không phải là cây dương sĩ đâu. Nó cao vãi chưởng luôn á. Rồi sắp xong rồi nè. Ok cuối cùng cũng xong các bạn ơi, và hai loại còn lại đó chính là cái cây Việt Quốc cổ đại nè. Ui cây đập ra cũng lâu nữa à, không đập ra nhanh các bạn ơi. Trời ơi giờ tôi bấm lâu rồi. Ui, cái cây này cho bột xương được không ta? Không có thể cho bột xương luôn nha các bạn. Ui, khó vậy. Rồi xong luôn rồi nè. Và loại cuối cùng đó chính là Well Witch Here. Đây là bách lan nha các bạn ơi. Đó, một loài lan thôi. Chúng ta cũng không có thể cho bột xương được luôn. Căng nha. Vậy là mấy cái loài này á, nếu mà muốn lai tạo thêm á, chúng ta phải bỏ nó vào thùng cấy đó bạn ơi. Ôi ôi khổ luôn. Rồi xong luôn rồi nè. À, ngon lành. Chắc mình sẽ đi cất hết mấy cái bột xương này đi. Thuộc chủng loài dương sĩ mà dương sĩ gì đó lạ quá các bạn ơi. Cao cái chữ đó. Bạn nhìn cái thân đó nè. Wow. Như là cái thân của những cái cây cổ đại vậy á. Đó, xong rồi. Ui cái cây này cao thiệt sự luôn. Ô, mình leo lên được nữa bạn. Mình đi trên ngọn được luôn. Mà té xuống thì bị mất máu đó. Ồ, hay nha. Hay da. Wow, muốn di chuyển qua những cái ngày thì mình phải đi các bạn ơi, phải leo. Khổ nha. Ủa chỗ này trồng được hai có 21 cây rồi hả? À, rồi và loại tiếp theo đó chính là một cái loại cây cái gì đây? Một cái loại cây nhỏ đi ha. Đó, cây nhỏ thì cổ đại, cây nhỏ ít người biết tới. The Mice. Cái này mình có leo không? Không có leo các bạn ơi. Trồng bình thường thôi. Đói, và mình sẽ trồng hai loài còn lại luôn. Đó chính là cây bách lan. Loài bách lan nữa bạn à. Hoa lan hả? Nhìn lạ vậy. Ui, nó cái cây này nó lùn vãi chưởng hả? Nó chỉ mọc ở dưới đất thôi thì vậy á. Và cái loài cuối cùng đó chính là Việt Quốc nha. Và xin wow, búa cổ đại bạn ơi. Nhìn xịn xò vậy. À, cái này thì quả màu hồng. Màu hồng nam tính. Rồi xong xuôi rồi các bạn ơi. Và cuối cùng chúng ta cũng đã hồi sinh hết tất cả các loài cây cổ đại rồi nha. Chính xác là tái sinh nó đó. Từ những cái hóa thạch của tụi nó thôi các bạn ơi. Hấp dẫn hấp dẫn. Rồi để mình sẽ đi lên trên mình coi tổng thể cho các bạn luôn nha. Wow khá là nhiều loại cây luôn. Ngon lành. Ồ, quá chừng quả đất luôn nha các bạn ơi. Wow, riết rồi trong đây nó lắc luôn rồi. Map nó quá nhiều thực thể ở trong đây các bạn. Đó, ngon lành cành đào liền. Xong xuôi liền. Xong luôn cái viện nghiên cứu luôn các bạn ơi. Đó, bảo tàng kim luôn viện nghiên cứu của Fury. Rồi, trong đây thì mình thích nhất là táo dai đó các bạn ơi. Đó. Ngon lành cành đào. Và để tiếp nối tập ngày hôm nay thì mình sẽ đi thuần hóa thêm một cái em khủng long mà gọi là sức mạnh kinh khủng nhất
trong cái mod này luôn nha bạn ơi. Đó chính là Spinosaurus nha các bạn ơi. Hoặc là khủng long mà có thể so sánh với sức mạnh siêu nhiên hơn cả khủng long bạo chú luôn đó các bạn. Và chúng ta sẽ còn... À đâu, mình đã có rồi nè. Chắc mình sẽ đi thuần hóa hai con thôi các bạn ơi. Một đực và một cái nha. Đây mình có luôn mấy cái Dominican Ember nè. Và Scarab Game. Rồi mình chế tạo luôn mấy cái Aquatic Scarab Game nha các bạn. Đó, ngon lành rồi. Chúng ta cũng có một cái Scutic ở đây nè. Và một cái cây... Một cái cây roi của cái mod Fossil and Archaeology. Công thức thì rất là dễ thôi bạn ơi. Còn cái gậy đầu lâu này á thì chế tạo cũng rất là dễ luôn. Từ skull nè và từ stick. Skull thì các bạn có thể kiếm được khi mà đi khai thác khoáng thạch đó. Rồi để mình đi ra chỗ của mấy em Spinosaurus nha. Đây chính là chuồng của Spinosaurus nha bạn ơi. Nó được làm rất là đẹp luôn, đẹp hơn cả chuồng của Secosu chết nữa, tại vì nó không có thấy được cái phần móng các bạn ơi. Ui, mình nhìn ở dưới đây có con gì vậy? Ủa? Con gì dưới đây ghê vậy? Ui, có gì đây ghê quá các bạn ơi. Mình cũng không biết luôn. Ui, ghê quá. Rồi chúng ta sẽ đi qua đây tiến hành thuần hóa mấy em Spinosaurus thôi. Thì trước khi đi thuần hóa tụi nó thì mình có được một cái khung để mà làm cái lồng chim cho mấy em chim khổng tử cổ đại đó bạn ơi. Đó, giờ thì mình đã thả mấy em chim khổng tử cổ đại á vào chuồng của mấy em khủng long ăn cỏ rồi. Chứ để chung nó với lại chuồng của thằng đàn bay thì thằng đàn bay nó ăn hiếp luôn. Nó ăn hết mấy em chim khổng tử của mình luôn các bạn ơi. Kinh dị vậy. Rồi hy vọng cái chuồng này nó không quá nhỏ bạn à. Hy vọng cái lồng chim này nó không quá nhỏ bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy nó quá nhỏ thì nhớ comment cho mình biết nha, để mình mở rộng cái lồng chim này ra nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi thuần hóa luôn mấy em khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Căng thẳng thiệt sự luôn. À và ở đây mình có được một cái Dinopedia. Công thức chế tạo rất là dễ luôn nha. Một cái hóa thạch với lại một cuốn sách. Chúng ta sẽ được cuốn sách Wiki của khủng long. Em này thì đã được 13 ngày rồi, hình như nó đã được maximum ngày rồi các bạn ơi. Mấy em dưới đây hình như cũng vậy nè. Ừ, nó bị nằm ngủ hết luôn rồi. Ở đây chúng ta có được một con đực nữa các bạn ơi. Wow, Spinosaurus đực. Thì mình đang ở chế độ bình yên nha. Nếu mà các bạn ở chế độ bình thường á, chế độ dễ hoặc là chế độ khó hoặc cực khó thì nó sẽ tấn công các bạn kinh khủng lắm đó. Giờ thì mình sẽ làm mất máu nó đi. Đó các bạn thấy chưa, nó ngậm mình luôn kìa. Wow, ghê vậy. Dạ, cho xuống, cho xuống, cho tôi xuống. Ngậm tao hả? Ui, bạn thấy chưa? Chế độ này mà nó còn ngậm mình được luôn nè. Rồi sao xuống đây? Mình cũng không đánh được đó luôn bạn ơi. Ui, nó quay mình nè. Chóng mặt vậy. Mình sẽ teleport sang chỗ khác đi. Đây, 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 đây. Ui, nó một cái chạy bạn à. Đó, chơi chiêu này nè. 58 máu, 43 máu, 29 máu, 15 máu. Rồi bây giờ mình không có ship được các bạn ơi. Mình chạy trốn không có được. Nó phải cắn mình tới chết mới được đó. Rồi sức cắn ngu này thì nó kinh khủng rất là nhiều nha các bạn ơi. Nó cắn còn hơn khủng long bạo chú rồi đó. Kinh lắm nha các bạn. Để mình tắm chay nó đi. Ủa sao nó hồi lại máu? À nó cắn mình nó hồi lại máu. Ui nó còn lại 86 máu luôn. Sao mình hóa ở đây? Rồi và nó đã còn 5 máu rồi đó. Ôi ui. Ui nó vẫn cắn mình luôn. Ui nó cắn mình nó lại tỉnh lại rồi các bạn ơi. Thuần hóa em này khó vậy. Ôi ôi. Mình sẽ thuần hóa lại nha. Cái gì vậy? Chế độ bình yên mà vẫn cắn được mình. Căng vậy. Mình bắn cung thử nha bạn. Bắn cung lại không được. Tôi. Sao mấy lần thuần hóa thì mình không thành rồi các bạn ơi. Ở đây chắc mình sẽ kiếm cái bụi cây đó mình trốn vô đi. Đó, rồi mình sẽ đâm nó từ phía sau nha các bạn. Đây, giờ cái con này nó cảnh giác quá các bạn ơi. Đó, nó nhìn mình hoài à. Rồi, cho nó ăn Scarab Game rồi nha các bạn ơi. Đó. Cuối cùng cũng thuần hóa được vậy mà nè các bạn ơi. Wow. Cái thuần hóa thiệt là nhanh nha các bạn. Các bạn mà chậm mấy giây là không có thể thuần hóa được đâu. Ui, cái mũi tên này của ai vậy? Khứa nào bắn đây vậy? Hình như là mình thì phải. Rồi, để mình sẽ cởi luôn cái em này xuống nước thử coi.
Wow, xuống nước bơi siêu nhanh luôn nha bạn ơi. Ôi, mà xuống nước nó sẽ không có chở mình được hả? À, xuống nước nó không có chở mình được các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ dùng cái cây scooter này nè để mà điều khiển nó đi theo mình nha. Có một chế độ là nằm ở yên nè, đi theo mình nè và di chuyển tự do nha các bạn ơi. Còn không lâm nào nó cũng có chế độ đó hết á. Thôi cho nó theo mình đi, theo lên bờ các bạn ơi. Con này bị cái gì vậy? Nằm im chỗ vậy? Lên đây, lên đây. Ui. Lên đây. Nó không chịu lên luôn các bạn ơi. Ôi, nó nằm ở dưới nè. À các bạn có để ý không? Cái con đực á thì cái mái chèo của nó có được cái vân trắng nè. Con cái thì không nha các bạn. Wow, nhìn đẹp thiệt sự luôn. Thôi chắc để mình sẽ cho nó di chuyển tự do nha. Đó, Wander là di chuyển tự do đó bạn ơi. Giờ mình sẽ đi thuần hóa thêm một cái em khủng long cái nữa nha. Đây 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 bạn ơi. Chúng ta có được hai con luôn thì phải. À, một được một cái chỗ này luôn. Tôi đang tâm sự các bạn ạ. Ui, xong tôi luôn. Trời ơi, nó ngậm cái đầu mình rồi bạn ơi. Kinh quá. Không được rồi, phải dụ cái con cái đi chỗ khác mới được. Đây đây đây. Chưa chém nó nữa nó đã phản ứng rồi bạn ơi. Căng vậy. Trời ơi, đây là bọt nó vẫn còn chém mình luôn nè. Nó lâu chạy chạy chạy. Chém cái chạy các bạn ơi. Chém cái nữa chạy nè. Ôi nhiều máu rồi. Ôi nó nhìn mình đây. Khoan khoan đi, khoan đi. Mình không tới gần nó được. Ui khó quá các bạn ơi. À đây để hẹn đó từ chỗ này nha. Ui ơ sao mình tới gần con đực nó cũng ăn mình luôn. Mình có làm gì con đực đâu. Ơ cái con này bảo vệ bạn tin hả? Ôi sợ vậy. Thôi chứ mình sẽ đi chém nó lại các bạn ơi. Đây đây con đực này mày nó còn 58 máu đó các bạn ơi. 3 máu. Mày 29 máu. Mày 15 máu. Rồi còn 5 máu rồi. Cho nó ra game điện bạn. Ô khổ vậy. Thuần hóa thôi các bạn ơi. Ui cái quả hồi nãy fail các bạn ơi. Mình không có kịp nữa. Chưa kịp cho nó ăn Scarab game mà nó đã cắn mình rồi. Ôi còn ai cho mà thuần hóa nó được đây. Từ từ từ, nó ngủ rồi bạn ơi, nó ngủ rồi, nó ngủ rồi. Chờ tới tối mới thuần hóa nó được. À, đúng rồi, đúng rồi. Chém nó kêu chị. Ơi không được, nó thức rồi, nó thức rồi. Hello. Hello. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Ê, nó chưa chịu ngủ luôn. Nó còn nhiêu máu vậy ta? 39 máu. Xong, chưa ngủ rồi, chưa ngủ rồi. Ôi ơi, con này nó phá cây của mình sạch bách luôn rồi nè. Con này nó phá vậy. À, con này ngủ rồi, con này ngủ rồi. Ngủ rồi, ngủ rồi. Ôi, còn 25 máu. Xỉu luôn. À nó ngủ tiếp rồi, nó ngủ tiếp rồi các bạn à. Còn nhiều máu thì còn nhiều máu vậy? Còn một máu. Đó, còn một máu các bạn ơi. Cho mày ăn Scarab game nè. Cuối cùng thì chúng ta cũng thuần hóa được game Spinosaurus một cái rồi các bạn ơi. Để mình đi ngủ cái coi. Trời ơi, tôi nói thuần hóa mấy con này nó khó kinh khủng luôn. Đúng là game khủng long mạnh nhất trong cái mob này nha các bạn. Mình phải teleport rất là nhiều lần của nó chứ không là nó cắn mình tới chết nha mọi người. Đây rồi, đây rồi. Đây thì đây nè mấy đứa ơi, con này nó có thể di chuyển được ở trên cạn và ở dưới nước nha mọi người. Nhờ vậy á, nó là cái loài vật khá là đáng gờm luôn đó. Đáng gờm hơn cả Spinosaurus nè, Mosasaurus luôn đó và cả Sarkozy chết nữa. Ui bọn này nó phá vãi dữ mà, nó phá cây của mình nữa bạn ơi.
Mình chặt cái cây này ra quá. Con này sao ăn thịt tôi nữa? Tôi có làm gì đâu. Nhưng mình thường hóa bạn của nó xong nó không thích các bạn ơi. Sợ vãi. Nó chìm xuống nước luôn các bạn ơi. Mình cho nó follow mình thử coi. Đây 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 đây. Ui nó không đi rồi, con này nó nằm lì ở đây rồi. Rồi, vậy mình sẽ cho nó di chuyển tự do đi. Hên quá, còn một cái con cái nữa. Mình dùng hóa xong rồi nè. Đó, một cái con nữa. Xịn xò cái chúng rồi. Con cái thì mình sẽ cho nó ở trên bờ với bạn ơi. Không có cho nó xuống nước đâu. Xuống nước nó làm biến lắm. Nằm lì dưới đó luôn. Ok, xịn xò đó các bạn ơi. Thì chắc tập ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bật lại một like, đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.